Chào mọi người, hôm nay chương trình tốt cho mọi người luôn. Một con máy cân tia 12 tia giá chỉ dưới 1 triệu. Quá trời bèo cho anh chị em mình luôn ha. Chương trình sale tuyệt vời luôn của Máy Xịn Minh Châu, để anh em mình ai có nhu cầu thì mình sở hữu một máy ha. Giá này với chương trình hôm nay nha, hết hàng là ngưng nha. Giá này sẽ được miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh chị em mình luôn. Anh em mình bây giờ đi vào chi tiết của con máy nó kèm theo những gì nha. Đây đặc biệt là kèm theo chân cho anh em luôn, 12 tia mà có chân treo tường rồi, chân để đất luôn anh em. Đây, chân nha, bằng sắt nha anh em, rất là chắc chắn nha. Bình thường thì anh em nói chân nhôm nó sẽ yếu ha. Khi anh em mình làm việc nó lỡ va đập nó móp méo thì không được ổn định khi mà mình đặt cái máy lên, đúng không? Nhưng ở đây nó làm chân bằng sắt luôn nè ha. Ống sắt cho mình luôn, rất là ok ha. Có điều chỉnh, có cân nước ở bên trên cho anh em mình khi tháo chân kéo dài ha, chân rất là dài, chân 1m2 để anh em mình làm việc này. Đây. Đó, ok chưa? Kéo dài ra anh em mình khóa, cái bắt khóa ở đây là sử dụng thôi, những anh em mà xài qua tia thì biết rồi ha. Đó, có đầy đủ như thế này, khi anh em mua về nó ở trong hộp như thế này, dòng này thì anh em mình thấy này. Mã máy là RB386 nha anh em. Đây 12 tia nhá. Có bắt treo tường này để cho anh em mình làm việc, treo tường làm việc đầy đủ luôn nè, có đế cao để anh em mình sử dụng để nâng khi anh em mình lát gạch nền này. 12 tia là 3D này, anh em mình thoải mái làm việc rồi. À, có thể làm được cầu thang luôn, anh em mình khóa tia thì ở bên trong máy nó được trang bị chúng ta một cái cổ nối ha. Anh em có thể nghiêng 360 độ luôn, thoải mái nghiêng luôn để anh em mình làm cầu thang được luôn ha. Ok chưa? Một con máy này anh em mình thấy bên trong cái hộp giấy thì nó sẽ ra một cái hộp nhựa rất là ok luôn. Anh em mình có thể để các phụ tùng lặt vặt này. Đây, ở bên trên là nó có hai cái nắp nhựa như thế này, anh em mình bỏ các cái phụ tùng lặt vặt ha, nhỏ nhỏ thì mình có thể bỏ lên trên đây được ha. Đó, ok ha. Đây, con máy bên trong này có xốp để đảm bảo khi anh em mình di chuyển nó va đập nó không ảnh hưởng máy ha. Máy thì anh em thấy nè, bên trong quá trời đồ luôn anh em. Ba cục pin, anh em nhìn là ba cục pin nhá, nhưng mà có một cục là không có pin, cục này là sử dụng pin tiểu nhá. Trường hợp mà anh em sạc ở hai cục pin này nó hết pin mà quên sạc, mình sử dụng pin tiểu để xài chữa cháy trong cái thời gian hiện tại để mình làm việc ha. Tối về mình cứ sạc vô mình xài. Ở hai cục pin này anh em mình cũng xài thoải mái luôn. Đây, pin 6000 nha, của Ruby mà 6000 thì quá trời nhiều pin luôn anh em. Đó, hai cục pin như thế này ha, sạc này, cắm sạc trực tiếp vào ở pin luôn, cho nên là không sợ hư bo mặt khi anh em cắm lỡ có nhầm sạc ha. Quá trời đã luôn anh em. Đó, cổ nối mà nãy Minh Châu nói này, anh em mình chỉ cần nối cái cổ nối này vào cái cây, sau đó đây anh em mình nối vào cái chân này ha. Này, ok chưa? Sau đó mình gắn cái máy lên đây, mình có thể để bất cứ đâu, mình nghiêng 360 độ này anh em, nối cái này ha ha. Đó, anh em mình nghiêng đi đâu chặn được. Ok chưa? Khóa tia lại. Xong sau đó mình cân, mình xài. Làm cầu thang làm, trời ơi nó thêm cái này là bao nhiêu là việc ở đây đấy mọi người ạ. Quá trời nhiều luôn ha. Rồi, tiếp theo này, chân đế để bên dưới này. Đây anh em mình có thể để ở giữa đất. Đó, ok chưa? Chân thấp này. Rồi, kèm theo chúng ta một bát treo tường này. Khi anh em mình muốn treo tường thì mình bắt tắc kê vào, bắt treo tường ha. Còn ở đây là đế nhôm này anh em. Đây, đế bằng nhôm luôn nha. Mình đặt con máy lên đây mình nâng quá đạ luôn này ha. Ok chưa? Mình cao thấp mình có thể lát gạch này. Rồi, còn đây là đế móc treo tường này anh em ha. Sạc, trời ơi nãy giờ lấy nãy giờ mà chưa hết đồ luôn á. Remote, bát treo máy, phiếu bảo hành này, sách hướng dẫn có luôn, đầy đủ luôn. Rồi cuối cùng là con máy này anh em, qua trời đồ luôn, nãy giờ lấy muốn xỉu luôn nè. Này, con máy này anh em, ok chưa? Đế nhôm của mình là nó tàu rặn ha, anh em thấy không? Kéo đi này. Đó, nó rất là rít nha, để tránh tình trạng mà máy bị trượt ha. Đó, ok chưa? Muốn cao này, anh em nâng cao này. Đó, muốn cao bao nhiêu? Thoải mái luôn, anh em lát gạch nền, làm la phông, làm tất cả mọi việc ở trên con máy 12 tia luôn anh em ha. Làm cầu thang này. Đây, xoay 360 độ, thoải mái luôn. Bắt nam châm để khi anh em mình treo tường này, anh em bắt vào cái này, bắt tắc kê vào tường đúng không? Sau đó mình treo tường thì ở bên dưới này, cái bát này anh em mình để bên dưới nha, để khi máy nó không một trượt xuống này. Đây, xuống tới đây nó, cái này nó 2 nam châm nên là nó giữ rất là chắc luôn. Đây, anh em thấy không? Đó,
Đó, ok chưa? Anh em mình xoay ở bên trên này ha. Đó, để chỉnh con máy mình bỏ vào mình, nếu mà anh em mình treo ngược, treo ở trên đầu máy cũng được. Ở bên dưới cũng có chỗ để mình treo gắn luôn. Đây. Ở đây nha anh em. Đó, ok chưa? Quá trời tiền lời luôn ở trên một con máy Ruby RB386 nha anh em. Quá đầy đủ cho anh em luôn. Máy này. Chắc chưa? Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh tia để cho anh em mình thấy này. Con máy này nó thiết kế rất là đặc biệt luôn. Ở đây pin thì anh em mình thấy là pin nó thiết kế ở đây một cái ngàm nhừa này ha. Nó có thể co giãn một tí để cho anh em mình bỏ pin vào, nó là cố định rất là chắc chắn luôn anh em. Nên là khi anh em mình bỏ pin nó cũng rất là chặt nha. Đây, cục pin nó chặt cực kỳ luôn, không rơi rớt, không sờ tuột ra nha. Ok chưa? Đó, tia này, anh em thấy tia chưa? Sáng cực kỳ, hề cảm ứng luôn anh em. Đó, đủ tia chưa? Khóa tia này, nháy tia này. Đó, anh em mình, cái chức năng nháy tia giúp cho anh em mình khi mà làm việc ở xa hoặc ngoài trời mà nắng quá, mình khó thấy tia thì mình có thể dùng chức năng này để hỗ trợ định dạng tia từ xa được anh em ạ. Mình có thể thấy, à nó đang nháy ở kia đó, nó đang tia nó đó kia. Quá đã luôn anh em. Mình làm la phông, làm các việc đầy đủ luôn, có remote để cho anh em mình sử dụng này. Đây, dừng. Đó, nháy. Dừng. Ok chưa? Đây anh em thấy này. Đó, tia ở đây là mình tia ngang này, chữ H là tia ngang, chữ H nha, tia ngang. Đó, tia chữ V là hai ổ tia ở đây anh em. Đó, 12 tia nha. Ok chưa? Đầy đủ cho anh em mình này, khi lắc gạch này, anh em thấy không? Con máy này anh em thấy là cái chân nó thiết kế một cái chân rời, và ở trên này anh em mình có thể sử dụng đẩy sát vào tường mình vẫn đo được nha. Đây, cứ đẩy sát đi, đẩy sát bao nhiêu vẫn đo được, vẫn thấy được này ha. Ok chưa? Quá trời đã luôn anh chị em ạ. Một con máy như thế này mà giá chưa tới 1 triệu anh em, chỉ có 990.000 anh em được sở hữu một máy như thế này có chân đầy đủ cho anh em luôn. Bảo hành 12 tháng, cân chỉnh miễn phí cho anh em 12 tháng. Và anh em mình sử dụng trên một con máy chỉ với 990.000. Quá đà luôn anh em đúng không? Đó, hai pin phụ kiện đầy đủ như thế này anh em nhá. Đó, về anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Quá đà luôn. Anh em nào ở gần thì mình có thể đến trực tiếp cửa hàng của Minh Châu để mình tham khảo. Mình sở hữu một máy về mình sử dụng trong các công việc gia đình, công trình ở gia đình, thì với một cái con máy nó có mấy trăm nghìn mình cũng có thể sở hữu để mình đo cân đo các vật dụng ở trong nhà, hoặc mình có thể nghịch cũng rất là ok luôn anh em. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì ủng hộ Minh Châu nha. Video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt mọi người.